Vòng tam hợp gỗ huyết long hợi mão mùi cho tuổi kỷ mùi sinh năm 1979. Vòng tam hợp gỗ huyết long hợi mão mùi là vật phẩm hộ thân trang sức đeo tay giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát cho tuổi kỷ mùi sinh năm 1979. Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp quý thần, hợi, mão, mùi, tam hợp mộc cục. Có tác dụng tăng cường vận khí, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho gia chủ. Dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long, kết hợp khéo léo với 3 viên đá mã não đỏ mang lại sự sang trọng, quý phái cho người sử dụng. Đá mã não đỏ là biểu tượng của sức khỏe, sự hưng thịnh và trường thọ. Ngoài ra còn dùng để trừ tà, rất thích hợp dùng làm bùa hộ mệnh. Trên mặt đá có sử dụng mực vàng thần tài, có hình ảnh bộ ba linh vật hợi, mão, mùi, có tác dụng bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Gỗ huyết long được gắn với cái tên là gỗ đế vương bởi loại gỗ này thường được sử dụng trong cung điện của vua chúa ngày xưa. Trong phong thủy, gỗ huyết long thường được các thầy sử dụng nhiều bởi tính chất trừ tà, giải tai ương cho người sử dụng. Vòng tam hợp gỗ huyết long hợi mão mùi được sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Ngoài ra, để tăng cường thêm cát khí, đem lại may mắn, gia chủ có thể kết hợp sử dụng thẻ kim bài ngũ lộ thần tài đặt trong ví, trong túi sách, sau ốp điện thoại luôn mang bên mình để giúp khai vận, mở cung tài lộc, đem lại may mắn. Đây là những vật phẩm phong thủy cát lành, không chỉ làm vật phẩm hộ thân mà còn có thể làm quà tặng may mắn cho những người thân yêu. Để thỉnh vật phẩm, quý khách thực hiện một trong 3 cách sau. Cách 1, để lại họ tên, số điện thoại, năm sinh dưới phần bình luận để được tư vấn miễn phí. Cách 2, liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 091 199 8682 hoặc 0986 707 892. Cách 3, đặt hàng trực tiếp tại fanpage Facebook Phong Thủy Thạch Linh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video vật phẩm phong thủy tiếp theo.